Winbin miệt mài kiếm tiền bỉm sữa để Son Jae-jin chỉ việc ở nhà chờ sinh con. Người đàn ông của năm gọi tên Winbin miệt mài kiếm tiền bỉm sữa cho con để Son Jae-jin lên kế hoạch cho tiệc mừng sắp sinh em bé. Tin vui Son Jae-jin sẽ hạ sinh quý tử đầu lòng vào tháng 12 tới hiện đang làm cộng đồng mạng được một phen sôi sục. Được biết, trong thời kỳ vợ bầu bí sắp sinh, Winbin vẫn tích cực đi làm để kiếm tiền bỉm sữa. Sau chuỗi ngày quảng bá cho bộ phim The Confidential Assignment 2, nam tài tử tiếp tục nhận được hợp đồng quảng cáo mới. Anh cũng nuôi tóc dài để thuận tiện cho việc ghi hình cho tác phẩm kế tiếp. Tuy nhiên, không vì bận rộn mà nam diễn viên lơ là việc chăm sóc và dành thời gian cho vợ con. Thậm chí, vì không muốn ảnh hưởng tới vợ con, anh đã tránh nhận lời tham gia những sự kiện có quá đông người. Trong khi đó, Son Jae-jin hiện vẫn đang tập trung cho việc chăm sóc sức khỏe thai kỳ. Cô cũng dành nhiều thời gian học tiền sản. Không ít người cho rằng nữ diễn viên hạ cánh nơi anh còn đang lên kế hoạch tổ chức tiệc baby show, bữa tiệc mừng sắp sinh em bé. Nếu không vướng lịch trình bận rộn nào thì hội bạn thân của Son Jae-jin chắc chắn sẽ đến chung vui cùng với cô và gia đình. Chính thức công khai quan hệ yêu đương vào tháng 1 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Cặp đôi Son Jae-jin, Winbin đã tổ chức đám cưới lãng mạn trong sự chúc phúc của người thân và công chúng. Hôn lễ của hai người có sự góp mặt của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Sau hôn lễ, họ sang Mỹ tận hưởng kỳ trăng mật ngọt ngào. Cũng nhờ chuyến đi này mà Jae-jin đã có tin vui bầu bí. Tháng 6 vừa qua, nữ diễn viên hạnh phúc thông báo với giới truyền thông cũng như người hâm mộ việc vợ chồng cô sắp được lên chức bố mẹ.